Hôm nay ngày 1 tháng 5 năm 2022, Chủ nhật tuần thứ ba mùa Phục sinh năm C. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Thầy Thượng Tế hỏi các tông đồ rằng: Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Jerusalem. Các ngươi còn muốn làm cho máu người đó lại đổ trên chúng tôi ư? Phêrô và các tông đồ trả lời rằng: Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta. Thiên Chúa cha ông chúng ta đã cho Đức Giêsu sống lại, đấng mà các ông đã giết khi treo người trên thập giá. Thiên Chúa đã dùng quyền năng tôn Ngài làm thủ lãnh và làm đấng cứu độ, để ban cho Israel được ăn năn sám hối và được ơn tha tội. Chúng tôi là nhân chứng các lời đó cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho mọi kẻ phân lời người. Họ ra lệnh đánh đòn các tông đồ và tuyệt đối cấm không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy nữa. Đoạn tha các ngài về. Vậy các ngài ra khỏi công nghị, lòng hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con và không để quân thù hoan hỷ về con. Lạy Chúa, Ngài đã đưa linh hồn con thoát xa âm phù. Ngài đã cứu con khỏi số người đang bước xuống mồ. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Các tín đồ của Chúa hãy đàn ca mừng Chúa và hãy cảm tạ thánh danh Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ lâu trong giây phút, nhưng lòng nhân hậu của Ngài vẫn có suốt đời. Chiều hôm có gặp cảnh lệ rơi, nhưng sáng mai lại được mừng vui hoan hỷ. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Lạy Chúa, xin nhậm lời và xót thương con. Lạy Chúa, xin Ngài gia ân cứu giúp con. Chúa đã biến đổi lời than khóc thành khúc nhạc cho con. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con sẽ tán tụng Chúa tới muôn đời. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão. Số họ đông hàng ngàn, hàng vạn. Họ lớn tiếng tung hô rằng: Chiên con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng. Tôi lại nghe mọi thọ tạo trên trời, dưới đất, trên biển và dưới biển tung hô rằng: Chúc đấng ngự trên ngai và chúc chiên con được ca tụng danh dự, vinh quang, quyền năng đến muôn đời. Bốn sinh vật thưa Amen và 24 vị kỳ lão sắp mặt xuống và thờ lại đấng hằng sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Con chiên ta thì nghe tiếng ta biết chung và chung theo ta. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tiberia, Chúa Giêsu là hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: Simon, Phêrô, Tôma cũng gọi là Didimo, Nathanael quê tại Cana xứ Galilea,
các con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông." Mọi người ra đi xuống thuyền, nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Ngài liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ 200 thước tày. Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than trên để cá và bánh, Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây." Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ, lưới đầy toàn cá lớn, tất cả được 153 con. Dầu có nhiều đến thế nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn." Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi: "Ông là ai?" Vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ. Người cũng cho cá như thế. Đây là lần thứ ba Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi người từ cõi chết sống lại. Vậy khi các ngài đã điểm tâm xong, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô rằng: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy hơn những người này không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, có. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên con của thầy." Người hỏi ông lần thứ ba: "Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không?" Phêrô buồn phiền vì thấy thầy hỏi lần thứ ba: "Con có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu mến thầy." Người bảo ông: "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ của thầy." "Thật, thầy bảo thật cho con biết, khi con còn trẻ, con tự thắt lưng lấy và đi đâu mặc ý. Nhưng khi con già, con sẽ giang tay ra, người khác sẽ thắt lưng cho con và dẫn con đến nơi con không muốn đến." Chúa nói thế có ý ám chỉ Phêrô sẽ chết cách nào để làm sáng danh Thiên Chúa. Phán những lời ế đoạn, người bảo ông: "Con hãy theo thầy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm Chủ nhật thứ ba, Phục sinh, năm C. Bài của Linh mục An Tôn Nguyễn Văn Độ. Tình thầy trò Phêrô, Giêsu và Gioan. Vào lúc bình minh ló rạng, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không." Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được." Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó." Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Gioan chương 21 câu 5 đến 7. Hỏi: "Đâu là cái để Gioan với biệt hiệu là người môn đệ Chúa yêu nhận ra thầy mình? Và điều gì đã khiến Phêrô khoác áo vào và nhảy ngay xuống biển?" Thưa, tình yêu. Tình thầy trò. Tình thầy trò Phêrô, Giêsu và Gioan thật đậm đà thấm thiết. Tình yêu giúp người môn đệ được yêu mến là người đầu tiên nhận ra chính Chúa. Gioan chương 21 câu 7. Vì yêu mà Gioan được ngồi cạnh thầy trong bữa tiệc ly và tựa đầu vào ngực Chúa và hỏi thay cho Phêrô. Gioan chương 13 câu 23. Nhờ yêu mà Gioan cùng với thầy đi vào nhà Cai-pha bằng cổng chính như những mục tử chứ không như Phêrô, và ở ngoài chờ Gioan ra dẫn vào. Từ yêu đi đến hành động, Phêrô chỉ được chọn làm thủ lãnh
và chăm sóc đàn chiên Chúa sau khi công bố yêu mến Thầy đến 3 lần. Gioan chương 21, câu 15-17. Chúa chọn Phêrô với trọn tình yêu. Phêrô đáp lại cách trung thành, dù phải mất mạng. Gioan chương 21 đến câu 18. Gioan chương 21, câu 18. Dẫu biết rằng đàn chiên thuộc về Thầy Giê-xu chứ không thuộc về trò Phêrô. Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy rõ được tình thầy trò Giê-xu. Gioan là người duy nhất trong các tông đồ ra đi trong tuổi già. Ngài cũng là môn đệ được Chúa Giê-xu trao phó nghĩa vụ làm con thay thế Thầy, đóng mẹ Thầy, về nhà chăm sóc. Phêrô đã nối tiếp công việc Thầy trao, chịu lái con thuyền giáo hội từ buổi sơ khai, giao truyền giáo huấn của Thầy cho những người chưa biết, bảo vệ chân lý về ơn cứu độ mà Thầy đã trao ban. Ông hạnh phúc được lãnh nhận phúc tử đạo giống như cái chết của Thầy. Con thuyền giáo hội do Phêrô cầm lái vượt qua biết bao sóng cả ba đào và cho đến hôm nay vẫn vững chắc lướt qua sóng gió trần gian. Mẹ cá tình yêu. Lúc rạng đông, Chúa Giê-xu hiện đến trên bờ biển. Gioan chương 21 câu 4. Biển là gì? Nếu không phải là biểu tượng của thế gian đang bị xô đẩy bởi những con sóng dữ dội và vòng xoáy của ba thù, và bờ tượng trưng cho sự sống đời đời đó sao? Các môn đệ đã vất vả, cực nhọc suốt đêm trên biển để đánh bắt cá, đương đầu với những con sóng của cuộc sống hay chết. Nhưng đấng cứu chuộc chúng ta sau khi sống lại, người đứng trên bờ, theo Thánh Siro Grigo cả 540-604, giáo hoàng tiến sĩ. Tiến sĩ Hậu Thánh giải thích thì Chúa Giê-xu đứng trên bờ và sau khi sống lại, người đã vượt qua các điều kiện của một xác thịt mong manh hay hư nát. Người đứng trên bờ để nói cho các môn đệ về mầu nhiệm phục sinh rằng Thầy không hiện ra với anh em trên mặt biển nữa. Matthew chương 14 câu 25. Bởi vì Thầy không còn ở với anh em trong lúc biển gầm bão tố nữa. Chúa ở trên bờ để kéo các ông lên bờ và biến các ông từ nay trở thành những kẻ lưới người ở trên bờ, chứ không phải lưới cá ở dưới nước nữa. Thích Hề Mô Ly, Sức Evangelion, số 24. Trở lại với mẹ cá lạ của các môn đệ làm theo lệnh truyền của Chúa phục sinh. Vào buổi bình minh của ngày mới, Chúa hiện ra với các môn đệ lần thứ ba. Nếu như tin mừng không nói rõ, chúng ta không thể tưởng tượng được rằng chính Chúa sẽ chuẩn bị một cái gì đó cho chính mình, cũng như các môn đệ. Những ngư dân mệt mỏi suốt đêm, nay cần đồ ăn sáng. Chúa Giê-xu phục sinh đã cách mạng hóa cuộc sống của họ và biến đổi lịch sử nhân loại ở mọi nơi, mọi thời. Các tông đồ thấy rằng họ đã thất bại, họ đã không đạt được tầm mức mà đấng Messiah mong đợi. Trong lưới của Phêrô và các môn đệ, người ta nhận ra sự kiệt sức, gần như đầu hàng. Chẳng những không hướng về Thiên Chúa mà còn đối diện với sự nghèo nàn của chính họ. Phêrô cũng nói, tôi đi đánh cá đây. Gioan chương 21 câu 3. Ngay lập tức, những người khác cũng đi theo, dường như muốn nói, bây giờ họ không có gì khác để làm. Quả thật, con người của các tông đồ lúc này, sau khổ đau của thập giá, họ đã trở về gia đình với công việc thường nhật. Có người đi đánh cá, nghĩa là họ trở về lại con người và làm những công việc trước lúc chưa gặp Chúa Giê-xu. Điều này chứng tỏ bầu khí phân tán và rối loạn trong nhóm. Marco chương 14 câu 27 và Matthew chương 26 câu 31. Đó là khó khăn cho các môn đệ để hiểu những gì đã xảy ra khi mà tất cả dường như đến hồi kết. Thì trên đường Emmaus, Chúa Giê-xu đã đến với các môn đệ dưới dạng khách đồng hành. Giờ đây, Chúa gặp gỡ họ lúc họ đang ở biển, là nơi mà tâm trí họ nặng trĩu vì những thử thách gian truân của cuộc đời. Người gặp họ vào rạng sáng ngày hôm sau, khi họ vất vả, cực nhọc, vô dụng suốt đêm, lưới họ không có gì nào đó. Điều này cho thấy cảm nghiệm của họ với Chúa Giê-xu. Họ biết Chúa đang ở bên họ và Chúa hứa với họ nhiều điều.
Tuy nhiên, họ thấy mình bây giờ với mẻ lưới trống rỗng. Các tông đồ thấy mỏi mệt, nhưng xúc động trước tình yêu của thầy. Họ thả lưới ở phía bên kia thuyền. Câu hỏi được đặt ra, tại sao lại bên kia? Bên kia là bên của tình yêu Thiên Chúa. Tấm lưới của Phêrô đã được thả xuống từ một phần của tình yêu Chúa. Tình yêu ấy rất cần thiết trong thế giới hôm nay. Hiệp nhất trong tình yêu. Phúc âm Thánh Gioan có hai cảnh bên lửa than hồng. Một lần bên lò sưởi, Phêrô chối thầy ba lần. Gioan chương 18. Lần hai cũng bên lửa than, ông bày tỏ tình yêu với thầy mình ba lần. Tình yêu đã tẩy xóa tội của ông và nối kết ông trở lại với Đức Giêsu. Bữa ăn mà Chúa Giêsu dọn cho các môn đệ là bữa ăn hiệp nhất trong tình yêu. Gioan chương 21. Câu 9 đến 13. Tiên trưng cho phép thánh thể. Lưới không rách là dấu chỉ sự hiệp nhất mà 153 con cá do các môn đệ mang bắt được tượng trưng cho cả thế giới lúc bấy giờ là 153 nước đến với Chúa Giêsu. Bài của Linh Mục An Tôn Nguyễn Văn Độ. Giuse trong xóm nhỏ điều tàn. Giuse trong xóm nhỏ điều tàn. Có lẽ không một người Công giáo Việt Nam nào mà không thuộc nằm lòng bài thánh ca trên đây của cố linh mục Đạo Minh, dòng Thánh Giuse. Tác giả đã sáng tác ca khúc trong giai đoạn đau thương của đất nước giữa hai thập niên 40-50, và cũng như Thánh Giuse đã ra đi âm thầm trong một cái chết vô cùng bí ẩn sau ngày thay đổi chế độ. Lời ca đơn sơ xuất phát từ cuộc sống lam lũ qua mọi thời đại của người Việt Nam. Nhưng tâm tình đó lại càng hợp với hoàn cảnh sống của người Việt Nam hơn bao giờ hết. Với khẩu hiệu lao động là vinh quang, dường như sau năm 1975, người Việt Nam nào cũng đã hơn một lần mồ hôi nhễ nhại với cây cuốc, cây cày hoặc còng lưng trên chiếc xích lô đạp. Trong cảnh sống đó, có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm thấy gần gũi với Thánh Giuse. Vị Thánh được mệnh danh là người công chính, nhưng đồng thời cũng là con người thanh lặng nhất trong phúc âm. Có rất nhiều thứ thanh lặng của những người câm điếc bị trói buộc trong bất lực tự nhiên của mình, thanh lặng trong cô đơn buồn chán, thanh lặng trong căm thù oán ghét, thanh lặng trong khép kín ích kỷ, thanh lặng trong kiêu hãnh trước đe dọa thử thách. Thánh Giuse đã thanh lặng trong tinh thần chấp nhận và chiêm niệm. Trong cuộc sống âm thầm tại Nazareth, Thánh Giuse đã thanh lặng để chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể kỳ diệu trong con người của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Thánh Giuse đã bắt đầu bằng một giấc mơ để rồi tiếp tục trong một giấc mơ triền miên. Nhưng đây không phải là một giấc mơ của mộng ảo phù du, mà là một giấc mơ trong chiêm niệm về hiện thực. Trong sự thinh lặng chiêm niệm ấy, từng biến cố nhỏ của cuộc sống đã mang nặng sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Hôm nay là ngày lao động quốc tế. Ngày lao động quốc tế này gợi lại cả một quá trình tranh đấu của giới thợ thuyền của Âu Châu vào đầu thế kỷ vừa qua. Từ những bất công xã hội, cuộc đấu tranh của giới thợ thuyền đã làm trỗi dậy phẩm giá của con người và giá trị của sự cần lao. Đối với người Kitô, ngày quốc tế lao động này gắn liền với con người của thánh cả Giuse, quan thầy và gương mẫu của giới cần lao. Do đó, ngày hôm nay đối với chúng ta phải là một ngày của suy tư và cầu nguyện. Suy tư về ý nghĩa và giá trị những công việc hàng ngày của chúng ta. Cầu nguyện cho mọi người biết nhận ra sự hiện diện và tác động và lời kêu mời của Chúa trong cuộc sống. Bài trích sách lẽ sống.